uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Nhớ ơn tổ tiên, báo hiếu ông bà cha mẹ lúc các ngài còn sống, ấy là tận hiếu. Hãy nói, hãy làm ngay những việc có thể làm để kính nhớ tổ tiên, đền đáp công ơn ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống. Tết đến trong tim mọi người.
con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an. Vâng, cũng là sân hạnh phúc, sân yêu thương, sân của vạn vật, sân của muôn loài. Vâng, mùa xuân đến cho cỏ của anh qua lá đất trời đầy lộc cho muôn loài vang tiếng hát ca. Và mùa xuân cũng là mùa để đảng và nhà nước cũng như liên quan đến các cấp các ngành chúng ta để chia những người cao tuổi đã có những công, có những công
đang đóng góp sức lực tuổi trẻ của mình cho đất nước, cho xã hội chúng ta, cho nên phát triển đến thịnh vượng của ngày hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay đây thì ngày mà hai cụ của Trung Thành cũng như ban chủ ủy và ban chi bộ cũng như hội người cao tuổi của địa phương, và đặc biệt được sự quan tâm của các con các cháu nội ngoại hai bên của hai cụ của chúng ta, đang long trọng tổ chức một chương trình lễ chúc thọ hai cụ chính thức bước sang tuổi 70, và đặc biệt được đón chào tất cả những tình cảm nồng ấm của các quý vị khách quý từ xa cũng như bà con dân dân đã trở về cùng chung vui chương trình lễ chúc thọ cho hai cụ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay.
con các cháu xin được cảm ơn toàn bố luân của thôn Tân Lương xã Phúc Thành đã cùng trở về hòa chung vào không khí chúc thọ trai cụ trong buổi chương trình. Trước tiên thì bước vào chương trình lễ chúc thọ trai cụ trong buổi chương ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tới hai cụ của chúng ta tại chỗ đứng dậy để cùng đón chào những tràng pháo tay thật lớn từ các quý vị. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn từ các quý vị để cùng chào mừng. Xin được kính thưa các quý vị khách quý đại diện cho chính quyền của địa phương sở tại xã Phúc Thành cũng như thôn Tân Hương xã Phúc Thành. Xin được kính thưa các ban ngành đoàn thể và xin được kính thưa toàn thể bà con nhân dân và xin được kính thưa các cụ công các bà cũng như con cháu nội ngoại của hai cụ. Đó là cụ ông Trần Minh Quý và cụ bà Trương Thử Hê rất trân trọng và kính mến. Đúng là người Việt Nam ta thì vốn lặn lòng với đạo hiếu, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, kính lão đắc thọ. Bởi vậy mỗi một người thêm một tuổi là thêm sự tôn vinh, kính trọng của gia đình họ hàng, làng xóm. Việc chúc thọ là lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, kính già trọng thọ là một truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà và cha mẹ với người cao tuổi cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ thường ngày. Đó là một truyền thống đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Vâng, kính thưa các quý vị, đúng như vậy, vào mỗi một mùa xuân đến thì vạn vật của chúng ta cũng đang thay đổi. Vâng, đúng như vậy, cỏ cây hoa lá cũng đang đâm chồi lẩy lộc và để cho muôn loài vang tiếng hát ca. Và cũng mùa độ Tết đến xuân về thì Đảng và Nhà nước cũng quan tâm đến tất cả những người cao tuổi, những người đã có công đóng góp sức trẻ và trí tuệ của mình để cho đất nước, cho gia đình, cho xã hội của chúng ta được phát triển và vững mạnh như ngày hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay thể hiện đạo lý kính già trọng thọ là truyền thống tốt đẹp của con cháu tới cha mẹ già lòng biết ơn sâu sắc. Đó cũng là lý do ngày hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2021 và cũng tức là ngày 4 tháng 1 năm Tân Sửu, những ngày đầu xuân mới thật là ấm áp và ngập tràn yêu thương. Thì con cháu cùng với chính quyền địa phương long trọng tổ chức lễ chúc thọ cho hai cụ của chúng ta, cụ ông Trần Minh Quý và cụ bà Trương Thị Huê chính thức bước sang tuổi 70 và chúc cho hai cụ của chúng ta luôn mạnh khỏe, bách niên dài lão. Và giờ đây với sự hiện diện đông đủ của toàn thể các vị khách quý ban ngành thì cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng công bố chương trình lễ chúc thọ cho hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn tất cả các vị để cùng chúc thọ cho hai cụ của chúng ta. Xin mời. Kính thưa các quý vị, với một bản nhạc không lời qua người chỉ huy cây đàn đó khen Mạnh Vân cũng đã chính thức mở ra chương trình lễ chúc thọ thai cụ trong buổi chương ngày hôm nay. Vâng, và trước khi bước vào những nghi lễ chính thức trong buổi chương ngày hôm nay thì xin mời các quý vị chúng ta sẽ cùng ngồi xích lại gần nhau hơn để cho hơi ấm tình người được lan tỏa và cùng nâng nước chè xanh để đón nhận thành ý của hai cụ cũng như của các con cháu của cụ và chúng ta cùng đến món quà âm nhạc ca ngợi về mùa xuân, ca ngợi về lễ chúc thọ của hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay và chúc cho hai cụ của chúng ta bách niên dài lão. Và xin mời giọng hát của nữ ca sĩ Tùy Dung cùng với Lan Anh sẽ trở về sân khấu. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị để cùng chào mừng. Và sau đây thì Dung và Lan Anh xin được chúc thọ hai cụ với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thụ, ca khúc có tựa đề Bức họa đồng quê. Xin mời ta cùng thưởng thức. Trăng xoa, nhìn nắng tươi vẫn chiếu trên đồng lúa vàng. Là chỉ
Dạ vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay rất đồng nhiệt của quý vị đã dành cho hai ca sĩ trong đoàn của chúng tôi trong buổi trình hôm nay, đó là ca sĩ Thị Dung và ca sĩ Lan Anh với ca khúc được mang tên Bức Họa Đồng Quê. Với ca khúc này cũng là lời chúc thọ tới hai cụ của chúng ta trong buổi trình hôm nay. Xin cảm ơn hai ca sĩ rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình lễ chúc thọ cho hai cụ trong buổi trình hôm nay, đó là xin được trân trọng kính mời đoàn của trưởng của đoàn tộc họ Trần tộc sẽ cùng trở lên có đôi lời chúc thọ cũng như tặng hoa và tặng quà tới hai cụ của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời món quà của họ Trần tộc sẽ cùng trở về để cùng chúc thọ cho hai cụ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Cho hai cụ cũng như toàn thể con cháu nội ngoại của hai cụ xin được cảm ơn bó hoa tươi thắm và đặc biệt là những món quà thật là ý nghĩa đầu xuân của gia tộc họ Trần đã trở về để cùng chúc thọ hai cụ chúng ta trong buổi trường hợp này. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, và để tiếp tục hai cụ chúng ta sẽ nhận được những bó hoa thật là tươi thắm và những món quà thật là ý nghĩa của những ngày đầu xuân. Vâng, đó cũng là món quà chúc thọ tới hai cụ của chúng ta trong buổi trường ngày hôm nay. Vâng, và giờ đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó là hội cấp tá xã Phúc Thành sẽ cùng trở về tại gia đình cũng như bó hoa tươi thắm và đặc biệt với những món quà thật là ý nghĩa đầu xuân để chúc thọ cho hai cụ của chúng ta trong buổi trường hôm nay. Và tôi xin được trân trọng kính mời, đó là cụ Nai, cụ Tuyết cùng với cụ Vụ và cụ Nghĩa sẽ cùng trở về với bó hoa tươi thắm và những món quà để chúc thọ cho hai cháu trong buổi trường hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cũng như toàn thể các con các cháu nội ngoại của cụ xin được cảm ơn những bó hoa tươi thắm và món quà đầu xuân rất là tuyệt vời chúc thọ hai cụ của cụ Nai, cụ Tuyết và cụ Vụ cũng như cụ Nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao hoa và trao quà trong buổi trưa ngày hôm nay của hội cấp tá Sóc Thành thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời, đó là món quà của cụ Tiến, cụ Xuyên, cụ Sơn và cụ Mai sẽ cùng tiếp tục trở về để cho hai cụ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Thay lời cho hai cụ cũng như thay lời cho các con các cháu nội ngoại cụ xin được cảm ơn món quà của cụ Tuyến, cụ Xuyên cùng với cụ Sơn và cụ Mai rất nhiều và chúc toàn thể các cụ chúng ta bước sang một năm mới gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang. Xin lễ trao hoa và trao quà cho hai cụ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu, đó là cụ Tiêu và cụ Xuyên sẽ cùng trở về để trao hoa và trao quà cho hai cụ. Xin được trân trọng kính mời. Xin được thay lời cho hai cụ cảm ơn món quà rất là tuyệt vời của cụ Tiêu và cụ Xuyên đã trở về chúc thọ cho hai cụ chúng ta trong buổi trường hôm nay. Hai cụ chúng ta đã được đón chào
những món quà và những bó hoa rất là tuyệt thắm và rất là ý nghĩa của hội cấp tá xã Phúc Thành đã cùng trở về để trao chúc thọ cho hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và để tiếp tục hai cụ chúng ta sẽ được đón nhận những bó hoa tươi thắm và những món quà đầy ý nghĩa đầu xuân Tân Sửu trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là những người thân, những người anh em trong gia đình. Thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời món quà đầu tiên, đó là món quà của ông Trần Văn Thủ cùng các con sẽ cùng trở về để trao cho hai cụ chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, giờ đây thì hai cụ đang đón chào một tình cảm rất là dạt dào của đại gia đình thân yêu và đặc biệt là của người em trai Trần Văn Thủ cùng các con các cháu với bó hoa tươi thắm, với những món quà đầy ý nghĩa đầu xuân để trở về chúc thọ cho hai cụ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cũng như các con của cụ, các cháu của cụ xin được cảm ơn món quà của đại gia đình ông Thủ rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao quà thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời, đó là bó hoa tươi thắm cùng món quà của gia đình ông Trần Ngọc Quyết cùng các con cháu sẽ cùng tiếp tục trở về để trao cho hai cụ chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, đúng là xuân ấm áp và xuân của yêu thương, xuân của đoàn viên. Và ngày hôm nay thì hai cụ chúng ta đang được đón chào tất cả các con, các cháu của người thân bên nội ngoại của trong gia đình của hai dòng họ của ông và của bà đang cùng trở về. Và đặc biệt không thể thiếu đó chính là bó hoa tươi thắm và đặc biệt với món quà đầu xuân đầy ý nghĩa để chúc thọ cho hai cụ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho hai cụ mãi mãi trường thọ, bách niên dài lão. Một lần nữa xin được thay lời cho hai cụ cũng như thay lời cho các con, các cháu của cụ. Xin cảm ơn đại gia đình ông Trần Ngọc Quyết rất nhiều cùng các con, các cháu. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao quà thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời, đó là món quà cũng là người em, đó là đại gia đình ông Trần Văn Quý cùng các con cháu sẽ cùng tiếp tục trở về với bó hoa tươi thắm và những món quà thật là ý nghĩa để trao thay cụ. Xin mời. Những bó hoa tươi thắm đặc biệt của những người thân trong gia đình cũng như các ban ngành đoàn thể đang trở về để dành tặng tới hai cụ của chúng ta trong chương trình lễ chúc thọ 70 hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cùng các con, các cháu nội ngoại của cụ xin được cảm ơn món quà của đại gia đình ông Trần Văn Quý rất nhiều. Đó là đại gia đình nhà bà Trần Thị Hoa cùng các con các cháu sẽ cùng trở về với bó hoa tươi thắm và với món quà thật ý nghĩa đầu xuân để trao cho hai cụ và chúc thọ cho hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, sau món quà của gia đình nhà bà Trần Thị Hoa thì sẽ chuẩn bị món quà của gia đình bà Trần Thị Đu. Gia đình bà Trần Thị Đu. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cùng các con các cháu cũng nội ngoại của hai cụ xin được cảm ơn món quà của đại gia đình nhà bà Trần Thị Hoa. Vâng, và để tiếp tục chương trình thì xin được trân trọng kính mời đại gia đình nhà bà Trần Thị Nụ cùng với các con các cháu sẽ cùng tiếp tục trở về với bó hoa tươi thắm và đặc biệt món quà ý nghĩa để trao cho hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Xin được thay lời cho hai cụ cùng các con các cháu nội ngoại xin được cảm ơn món quà của đại gia đình em gái bà Trần Thị Nụ rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao hoa trao quà cho hai cụ thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời, đó là gia đình đại gia đình em gái Trần Thị Mân cùng với các con cháu sẽ cùng tiếp tục trở về để trao cho hai cụ chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, xin
được thay lời cho hai cụ cùng các con các cháu bên nội ngoại xin được cảm ơn món quà của đại gia đình em gái Trần Thị Bạch rất nhiều. Thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời đó là gia đình các con các cháu Chất, Mạnh, Mai, Quân, Xuân, Quế, Hải cùng với bó hoa tươi thắm và món quà thật ý nghĩa để trở về trao cho hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Các cháu các chất thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời chuẩn bị đó là món quà của gia đình thông gia ông bà Yêu Xuyên cùng các con cháu sẽ cùng trở về với chúc thọ cho hai cụ của chúng ta. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ xin được cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của các con các cháu các chất đã trở về với bó hoa tươi thắm cũng như món quà để chúc thọ hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình thông gia ông bà Ưu Xuyên sẽ cùng trở về với bó hoa tươi thắm và món quà để chúc thọ cho hai cụ. Xin mời. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ xin cảm ơn món quà của đại gia đình thông gia ông bà Ưu Xuyên rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao quà, xin mời đại gia đình ông Hòa La sẽ cùng trở về với bó hoa tươi thắm và món quà để trao tặng cho hai cụ chúng ta. Xin mời. Vâng, sau món quà của đại gia đình thông gia ông bà Hòa La thì sẽ đến gia đình thông gia ông bà Hương Sen sẽ cùng chuẩn bị món quà để trở về trao cho hai cụ. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cũng như con cháu nội ngoại xin cảm ơn món quà của đại gia đình thông gia ông bà Hòa La rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục lễ trao quà thì xin mời gia đình thông gia ông bà Hòa Hương Sen sẽ cùng các con cháu để trở về trao cho hai cụ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, và cũng để chuẩn bị các món quà của những bó hoa tươi thắm để trở về trao hai cụ đó là các gia đình bên ngoại chúng ta sẽ cùng chuẩn bị món quà nhé. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cũng như con cháu nội ngoại xin được cảm ơn món quà của ông bà thông gia Hương Sen rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục lễ trao quà thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời đó là các gia đình bên ngoại đó là gia đình bác Bảo cùng với các con cháu sẽ cùng trở về cùng bó hoa tươi thắm cũng như món quà để chúc thọ thai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Với những món quà và bó hoa tươi thắm sẽ cùng chuẩn bị để trở về trao thai cụ. Vâng, xin được thay lời cho thai cụ cùng các con các cháu nội ngoại xin cảm ơn món quà của gia đình bác Bảo cũng như gia đình chú Khảng cùng các con cháu đã trở về trao cho hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, sau đây thì xin được trân trọng kính mời chuẩn bị món quà tiếp theo đó là món quà của dì Sánh cùng các con cháu sẽ cùng tiếp tục trở về để trao cho hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, và sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cũng có bó hoa tươi thắm và món quà sẽ cùng trở về để trao cho hai cụ trong chương trình lễ chúc thọ. Xin mời. Bó hoa tươi thắm để trao cho hai cụ trong chương trình lễ chúc thọ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cũng như các con các cháu nội ngoại xin được cảm ơn món quà lại gia đình bác Bảo. Vâng, và xin mời đoàn của ông Nam ạ cùng với bó hoa tươi. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cùng các con cháu nội ngoại xin được cảm ơn món quà của đoàn ông Nam rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao quà thì ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng kính mời đó là ông Nguyễn Mạnh Duân, phó trưởng công an xã Phúc Thành sẽ cùng bó hoa tươi thắm để trở về trao cho hai cụ cùng với ông Trần Văn Điều,
là công an viên cùng với một bức chướng cũng là món quà để cùng trở về. Hai ông sẽ cùng chào hai cụ, xin được trân trọng kính mời hai ông. Quà thì ban tổ chức tôi xin mời anh Hiển, chị Thư, anh Tải, anh Phước sẽ cùng chuẩn bị những món quà và bó hoa tươi thắm để trở về chào hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời hai cụ chúng ta cùng đón nhận món quà. Đó là những người đồng nghiệp của con trai của cụ, đó là của bên công an, đó là Nguyễn Mạnh Duân, phó trưởng công an xã, cùng với anh Trần Văn Điều là công an viên, với bó hoa tươi thắm cũng như món quà đó là bức tranh để trở về chào trai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, giờ đây thì món quà tiếp theo đó là gia đình dì Sánh cùng các con cháu sẽ có món quà để trở về chào trai cụ, xin mời. Vâng, chuẩn bị tiếp theo món quà đó là gia đình của ông Tải, ông Phước của quê hương xã Tân Hoàng cùng đây cùng với ông Hương sẽ cùng chuẩn bị để trở về. Vâng, có một số người thì tôi cũng không đọc được hết tên, các vị thông cảm. Và đại gia đình chúng ta cùng bó hoa cây thắm để cùng trở về chào trai cùng chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn món quà của đại gia đình dì Sánh rất nhiều. Và tiếp tục chuẩn bị cho chương trình lễ trao quà thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời tập thể lớp 9 bạn của con trai Mạnh là con trai của cụ sẽ cùng chuẩn bị bó hoa tươi thắm và món quà để trở về chào trai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời. Vâng, xin được thay lời cho hai cụ cùng các con các cháu nội ngoại xin được cảm ơn món quà của các ông rất là nhiều. Vâng, xin mời món quà tập thể lớp 9 là bạn của Mạnh là con trai của cụ sẽ cùng bó hoa tươi thắm với những món quà đầy ý nghĩa để trở về chào trai cụ, xin mời. Và lúc này thì tôi thấy anh Đức đại diện cho những tập thể lớp 9 của bạn là con trai Mạnh của cụ đã cùng bó hoa tươi thắm với những món quà để trở về trao chúc thọ trai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được thay lời trai cụ cùng các con cháu nội ngoại xin được cảm ơn món quà của những người bạn của con trai của cụ rất nhiều. Vâng, và để tiếp tục chương trình lễ trao quà trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời đó là hội đồng môn Tân Hương là con trai Quân của cụ sẽ cùng trở về với bó hoa tươi thắm để trao cho hai cụ và chúc thọ trai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời. Vâng, và ngày đặc biệt nhất là hai cụ của chúng ta chính thức bước sang tuổi 70 đã được đón chào tất cả những tình cảm đồng ấm của hai bên gia đình, đặc biệt là của các ban ngành đoàn thể của con trai của cụ cũng đã cùng trở về để chúc thọ và đặc biệt với bó hoa tươi thắm của mùa xuân Tân Sửu thật là ý nghĩa và ngập tràn yêu thương. Vâng, và rồi thì các vị đã được chứng kiến những món quà, những bó hoa tươi thắm của tất cả các vị thân yêu đã trở về để trao chúc thọ trai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng một lần nữa xin được thay lời trai cụ xin được cảm ơn tới toàn thể các vị rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đón nhận lời cảm ơn của đại gia đình ông Trần Minh Quý và bà Trương Thị Huê. Vâng, đó cũng chính là lời phát biểu của ông Trần Minh Quý để cảm ơn tới toàn thể quý vị đã trở về dự chương trình lễ chúc thọ của hai cụ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em trong nội tộc, ngoại tộc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong lối xóm. Kính thưa các ông bà thông gia liên gia, bạn hữu xa gần. Xuân đã về trên quê hương đất nước, được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, các đoàn thể quan tâm tổ chức lễ mừng thọ cho hậu người cao tuổi. Trong ngày vui đó, có vợ chồng tôi có được tuổi 70 cũng là lộc trời ban tặng, hồng phúc của tiên tổ. Các con, các cháu có tổ chức lễ mừng thọ tuổi 70 cho cha mẹ cũng thật vui mừng và ngẫu nhiên kỷ niệm 50 năm ngày cưới mùng 6 tháng 2 năm 1971, mùng 6 tháng 2 năm 2021 cũng là ôn lại quá khứ những gian nan vất vả một thời nhạt mũi với cơm miệng vẫn cười có
Trần Bình Quý đã gửi tới lời cảm ơn tới toàn thể các vị khách quý chúng ta đã dành những tình cảm thật đồng ấm để trở về chung vui chương trình lễ chúc thọ cho hai cụ chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và để tiếp tục dành tới hai cụ những lời chúc tốt đẹp nhất bằng những tràng pháo tay, xin mời các vị chúng ta hãy nổ pháo tay thật lớn, thật dài, thật trung nhiệt để cùng chúc thọ. Xin mời. Vâng, và xin mời hai cụ của chúng ta tiếp tục đón nhận món quà của đại gia đình con Sơn Xuân, em Song Trường tại xã Tân Hòa. Và cũng là món quà của em Tiệp. Đứng sát ra đi. Món quà của bà Miên sẽ cùng trở về để trao tặng hai cụ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Xanh mấy tôi đi coi như chồng bà người hay hay miệng trong những ngày đầu xuân, và có những lời chúc thọ tốt đẹp nhất đến cùng chúng ta, đó là những làn điệu chèo mang âm hưởng của mảnh đất con người quê hương Thái Bình qua sự trình bày của nữ ca sĩ Lan Anh và Thùy Dung. Xin mời các vị chúng ta sẽ cùng đón nhận và lắng nghe. Mùa xuân tiếp khách như tiếp người thân mới về, về thăm nơi một miền quê mênh mông bát ngát bốn bề lúa xin mảnh đất. Suốt đời vì con gian nan
ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mơ cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ. Mấy tuổi? Kèo thì cho sạch, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết con đường. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Thank you.
bao lần dài nhân tình. Thank you.
trong